Rồi nó bắt dao lét nữa nè. Tính làm gì? Bị tính làm gì? Ra là vậy. Trời ơi, nó vô trụ nhà em như kiểu là đậu bắp cái trụ nhà nó vậy đó mọi người ơi. Gớm mà. Gì? Khè đó hả? Ây dồi. Ây dồi. Ây dồi. Cái gì vậy tính bao? Cái gì vậy ba? Ảo nữa rồi đó ba. Tào lao. Trời ơi, tay nhanh hơn não là đây chứ đâu. Cái gì vậy đậu bắp cái thiệt chứ, mỗi chiêu một hướng luôn ạ. Chiêu cuối đi vô không khí, chiêu một đi vô bụi gặm. Ủa lộn, đi vô góc kẹt. Thằng mát bên kia chắc nó cũng không hiểu vụ gì đâu. Em mà em còn không hiểu sao nó hiểu được. Mọi thứ đều quá ok cho tới khi tính máu dùng chiêu cuối và chiêu một thôi vừa rồi. Nhất cái đầu liền. Tội nghiệp tem tôi quá, sụm nụ quá trời. Thằng mát nó đè nó bắt bạn nó hoài luôn. Giờ sao cứu bạn nó được đây? Bỏ cái này ra đi. Giờ lên cái kiếm. Lên thêm cái thương long nữa, dư đam quá. Đây để dí cho. Này chạy ghê lắm. Cứu cứu ở đây kìa. Ờ rồi nó bỏ rồi, mừng quá. Kịp á, mình làm được hai con á. Mất tóc biến nha, mất tóc biến nha. Rồi, làm luôn con tà thần đi rồi tính tiếp anh em ơi. Hình như là nếu mà ai mà yếu máu mà thằng mát nó dí á, mình mà chở bạn nó đi mà nó ủi chúng là cũng té đó các bạn. Rớt xe đó. Nếu mà chạy không kịp nha là gớt xe luôn đó. Mình nhớ là vậy đó. Chứ không phải là cứu được đâu. Chừng này lên áo chàng băng đi. Chừng này mà lên phước kiếm cũng được. Chàng băng hợp lý hơn. Chơi với nắp được. Dark Slayer has been summoned. Làm luôn anh em, nó đang thiếu người nè. Chơi không? Mà lo. Ép luôn. Một đường mega. Your
Em đi về, mát nó có chiêu cuối rồi, cong lắm. Rồi em lên, chiêu cuối em lên nhanh mà. Cái bùa xanh của con nắp kìa nha anh em. Nắp đây nè. Mình bị lộ sai bởi con mắt rồi. Chứ không là nếu mà nãy là sẽ bắt đường nắp á, mới thấy nó quẹo đó luôn bự. Kéo ra ăn cũng được, phá cho hôi. Qua đây anh nắc. Em đứng đây từ chiều. Ồ anh nắc đậu bắp, nắc tán luôn gồng gồng dí em à. Bỏ à. Em qua đẩy lính cái nè. Thấy mình làm luôn gồng không anh em. Rồi nó bắt dao lét nữa nè. Tính làm gì? Bị tính làm gì? Ra là vậy. Trời ơi, nó vô trụ nhà em như kiểu là đậu bắp cái trụ nhà nó vậy đó mọi người ơi. Thấy gớm mà. Có xe đi éo đáp xuống á. Không có cây ở đây ơi, không có cây, cây chéo được đâu, đừng cây. Mới có 5 mạng đâu mà. 3 mạng nó đi rồi cây. Ồ, nó sốc em kìa, mấy ní ơi, nó sốc em kìa. Một mình phò lo cân hết. Không ngán bố con thằng nào đến từ vị trí của phò lo. Ôi, nó băng trụ như đi chợ vậy đó, mọi người ơi, nó hồi máu quá trời luôn. Vừa xe đi eo mà vừa Helen. Nó hồi súng đạn luôn á. Thằng Matt nãy các bạn thấy nó băng trụ không? Nó băng vô xong xe đi áo đáp xuống, cái thằng Helen chạy vô hồi phục tiếp. Ui, ui. Nói cái gì nữa. Lên này giao lép. Trời ơi, ông nậu ơi, ông nậu ơi. Lên là nãy rớt này kia rồi. Rồi xong, bà độ giao lét nữa rồi anh em ơi. Né coi chừng nắc nó vô tán á. Tính báo lên tới. Ê nè 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 nè. Bà lỏ ơi bà lỏ. Bà lỏ ơi bà lỏ ơi. Ê nè nè nè. Em xù đâu em xù đâu. Bỏ mọ bây giờ em xù ơi. Đây rồi. Ủa tiếc vậy bà lỏ không đếm số mà. Ủa trời ơi. Ủa hên vậy. Hên vậy. Ủa nhầm 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 nhầm. Nhầm. Cẩn thận anh em ơi. Rồi cái gì nữa đây. Ủa đừng có báo, đừng có báo ơi. Cú AD mà không kịp. Tội nghiệp AD thiệt luôn á. Mình bất lực AD ơi, mình thấy tội nghiệp cho bạn quá AD ơi. Thề luôn á. Quá tội nghiệp cho bạn rồi. Mình thấy bạn chạy mà trông vô vọng luôn, mà mình phải nén lại mình lụm tà thần xong mình mới ra được. Mới mất công tà thần là mệt hơn á. Ừ. Tội nghiệp cho bạn quá giao lét ơi. Trời ơi đậu bắp nữa. Tới 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 lượt em cây, tới tới lượt em cây, tới lượt em.
Nãy mà em còn còn cái chiêu cuối chắc em cũng dí nữa đó. Mà hết rồi. Nè bà con coi, nắp nó ra nó tán như đúng rồi nè. Tao đợi cái đẹp. Mình lên đèn các bạn đánh đi. Mình chở follow lên á. Ok. Bán cái này. Lên cái giáp hộ bệnh đẹp. Trận này mà mình lên full công á là thằng nắc á nó đập mình lẹ lắm, cho nên là mình chơi full thủ. Cái kiểu semi tăng đó các bạn. Vừa cái này mà vừa cái này nó cho giống phần lõ cho thằng kia nó tán em không có thốn. Nếu mà em chơi lớn hơn em lên đôi dép hộ vệ nữa thì thằng nắc nó coi như cái gãy ghẻ em trận này rồi. Đây là em làm thử cho bà con coi nha, chứ không bà con bả em đổ điêu. Mọi người ép dưới nha, cho em ép trên nha. Rồi em lấy cho em ủi vô ngay chỗ sau lưng trụ nó cho. Chơi tới cái mang này luôn là đậu bắp đó. Chơi nha, chơi nha. Mê lóc. Quật đùi nắc góc làm gì á? Ai cho mày đánh cái con chì? Mày gãy ghẻ tao đi nắc đi. Gãy ghẻ xíu đi. Phá bộ mọ mày nè. Ê. Mọi người đập trụ em quên mua giáp hộ mệnh rồi, em không hồi sinh gây chế mọi người được. Hay quá mọi người ơi, tụi mình đã vượt qua nghịch cảnh được rồi. Ok la, ok la. Chợ giáp hộ mệnh không mua luôn, chơi sổ chấp luôn. Ôi ôi, chỉ có thể là tức báo đâu mọi người ơi. Chỉ có thể là nó.